Thưa quý vị, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa thông báo thêm 2 ca tử vong ở bệnh nhân COVID-19 đều tại thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đều là nam có bệnh lý nền. Đây là ca tử vong thứ 77 và 78 do COVID-19 ở nước ta. Cụ thể, ca tử vong 77 là bệnh nhân 13827 nam, 77 tuổi, có địa chỉ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân bị di chứng tai biến mạch máu não, nằm một chỗ từ 4 năm nay, yếu nửa người, không nói được, tăng huyết áp. Ca tử vong 78 là bệnh nhân 13347, nam, 54 tuổi, địa chỉ ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạng. Riêng đợt dịch này đã có 43 ca tử vong, trong đó thành phố Hồ Chí Minh đã có 8 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong tháng 6 này. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, chiều 28 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh quyết định sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 10 sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội đợt 2, dự kiến kết thúc vào 0 giờ ngày 29 tháng 6. Trước thời điểm kết thúc thời gian giãn cách xã hội đợt 2, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh quan tâm biện pháp tiếp theo của thành phố để chống dịch trong thời gian tới. Trong đó, nhiều người thắc mắc về việc có tiếp tục tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu hay không. Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố sau 0 giờ ngày 29 tháng 6. Như vậy, từ 0 giờ ngày 29 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp của chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong đó có giải pháp mạnh như dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát, không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tuân thủ triệt để quy tắc 5K của Bộ Y tế. Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1,5m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Yêu cầu mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp khác do Sở Y tế hướng dẫn.